Sở hữu từ là cái bài học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đi qua phần tính từ sở hữu và ám chỉ từ sở hữu. Ví dụ ta có my doctor, doctor của tôi. His teeth, cái răng của anh ta. Her shoes, cái giày của cô ta. Their stuff, cái đồ đạc của họ. Our backyard, cái sân sau của chúng ta. It food, cái đồ ăn của nó. Rồi mình có cái tính từ sở hữu thì làm sao mình biết được? Thì tính từ sở hữu nó bao gồm những cái này: my, your, his, her, it's, our, your, their, của tôi, của bạn, của anh ta, của cô ta, của nó, của chúng ta, của bạn và của họ. Thì sao? Ví dụ ta nói it is his house, cái nhà này của anh ta, là của anh ta. Còn cái câu trên này sao? Cái nhà này là của ông tên là Tom. Tom, cái nhà này của ông Tom á. Còn cái nhà này của ông ta, nói về chung chung, ông nào. Còn này là ông nào, ông Tom à. Nó phân biệt rõ ràng, cái này là nói chung à. This is Susan's cái xe này của ai? Của Susan, cái bà tên Susan. This is her car, cái xe hơi này của cô ta, một cái cô nào đó à, cô ta. Those are my parents' keys, đó là những cái chìa khóa của cha mẹ của chúng tôi. Those are their key, đó là những cái chìa khóa, đó là của họ à, thì của họ đây. Những cái từ này là cái tính từ sở hữu, nó đi trước một cái danh từ à, trước cái danh từ này. Rồi tiếp theo à, lần trước á mình cũng có học cái này ha, Tom có chữ S này, thì cái phần này mình sẽ chú trọng vào cái đó. The table's width, cái chiều rộng của cái table, chiều rộng của cái bàn. Thì nó viết dài á thì nó như thế này, thì cái hàng bên trái này á là sẽ cái cách viết đầy đủ, nó dài dòng á, cách viết dài dòng của mấy cái chữ bên này. Mình đi qua cái câu số 4 ha. The man's strength là cái gì? Strength là sức mạnh. Man's là của người đàn ông, của người đàn ông. Sức mạnh của người đàn ông. The movie's plot, cái nội dung của cái movie. Đó. Tiếp theo, my brother's name, cái tên của anh trai tôi. À, rồi cái phần 7 này á, nó hơi khác cái mấy cái chữ trên này. Tuy nó có chữ S đằng sau, nhưng nó mang cái nghĩa là that is her dog. That's her dog. Cái này là phần ngắn gọn của cái phần này. Hai cái chữ này bằng nhau. Rồi, cuối cùng phần của mình là cái phần cái danh từ sở hữu mà được nhắc đến rồi, là cái gì đó mà được nhắc đến. Thì mình có thể nói ví dụ this house is his, cái ngôi nhà này là của anh ta. Thì của ai? Của Tom à, ngôi nhà này là của ông Tom. Rồi tiếp theo này, whose car is it? Thì nó các bạn có thể is this, who car is it? Các bạn có thể nghe những cái câu này, nó hỏi
cái xe này là của ai? Thì mình trả lời rằng it's thì đây là những cái cách mà bạn có thể nói những cái từ gì mà được nhắc đến, những cái danh từ gì được nhắc đến trong câu hỏi. Thì câu hỏi này mình hỏi về cái car, phải không? Cái xe hơi. Thì mình nói là nó là của tôi, cái gì của tôi, cái xe của tôi. Thì mình không cần nhắc lại cái car này nữa, thay vì mình nói it is my car thì mình chỉ nói là it's mine, đó, nó ngắn gọn hơn. Đó. Who car is this? Nếu của anh ta thì mình nói it's his. Cái xe này của ai? It's ours. Xe này của chúng tôi. Rồi, tương tự như vậy ha. Câu cuối cùng này. This is her idea. This is hers. This idea is hers. Cái ý tưởng này là của ta. Rồi, các bạn hiểu rồi chứ hả? Chúc các bạn thành công ha. Bạn ôn lại những cái phần này bên bên phải này.